Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bắt bà Huỳnh Thị Kim Sang, 51 tuổi, trú thành phố Cần Thơ, Phan Hoàng Việt, 24 tuổi, Lê Thị Son, 25 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Định về hành vi đoạt mạng người. Theo cơ quan điều tra, bà Sang và ông Phan Văn Tuấn, 55 tuổi, là vợ chồng, quê gốc ở Hà Tĩnh nhưng đã chuyển vào thành phố Cần Thơ sinh sống nhiều năm nay. Thời gian gần đây, cả hai về quê ở thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà để giải quyết mâu thuẫn với anh em phía nhà ông Tuấn trong việc tranh chấp quyền thừa kế miếng đất do bố mẹ ông này qua đời để lại. Đầu tháng 6 năm 2016, khi trở về quê, cảm thấy yếu thế so với anh em gia đình nhà chồng, bà Sang gọi con trai là Việt cùng bạn gái anh này tên là Son đang làm ăn ở Bình Định về giải quyết. Cả ba người đã chuẩn bị nhiều hung khí sắc nhọn, dây xích, chai đựng xăng để đối phó nếu xảy ra tranh chấp. Khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 6, khi ông Tuấn đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với bà Sang. Bà Sang đã cùng với Việt và Son dùng dây xích cột chân ông Tuấn vào cột nhà. Sau đó cả ba người dùng chai nhựa mua xăng, chuẩn bị đuốc và hung khí để tấn công lại khi anh em ông Tuấn tới giải cứu. Ngoài ra, Việt chuẩn bị đuốc để châm lửa đốt khi có người đến giải cứu ông Tuấn. Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà bà Sang, anh em ông Tuấn chạy đến thì lập tức Việt chửi bới, đe dọa không cho vào nhà. Việt cùng mẹ và người yêu đẩy mọi người ra rồi khóa cổng lại, đồng thời tuyên bố nếu ai vào sẽ đoạt mạng. Khi anh Bắc xô cửa vào cứu ông Tuấn thì bị Việt hắt xăng vào người, cùng Son châm lửa vứt vào, làm anh này bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đuổi được anh em phía gia đình nhà chồng đi, bộ ba tiếp tục khóa cổng đi vào trong rồi châm lửa đốt nhà, hòng thiêu sống ông Tuấn. Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Lộc Hà đã có mặt kịp thời. Tuy nhiên, khi công an tiếp cận hiện trường để giải cứu, thì bà Sang, Việt và Son đã manh động khóa cửa, châm lửa đốt nhà hòng thiêu sống ông Tuấn. Công an huyện Lộc Hà đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai phương án phá cửa, đột nhập vào nhà đưa ông Tuấn ra khỏi đám cháy, đồng thời áp sát bắt giữ ba đối tượng Việt, Sang, Son. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một dây xích, hai hung khí, ba chai nhựa đựng xăng cùng một số hung khí liên quan. Sau nhiều ngày tạm giữ điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đủ chứng cứ, xác định các yếu tố cấu thành tội phạm của mẹ con bà Sang và Son. Các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố các đối tượng trên về tội đoạt mạng người. Ngày 13 tháng 6, cơ quan công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đang tạm giữ bà Huỳnh Kim Sang, Phan Hoàng Việt, con trai của bà Sang và Lê Thị Son, bạn gái của Việt để điều tra hành vi đoạt mạng người. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, công an huyện Lộc Hà hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật. Hai ngày sau khi Phan Hoàng Việt tẩm xăng thiêu sống chính bố đẻ của mình, dư luận tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng, đau lòng trước sự việc xảy ra. Một vài người hàng xóm cạnh nhà ông Tuấn cho biết, ông ấy hiền lành lắm, cả năm nay về đây thường xuyên bị vợ chửi mắng, con cái hành hung chỉ vì miếng đất của ông bà nội để lại. Vì chuyện miếng đất mà bà Sang vợ ông Tuấn gọi điện cho con, mang cả hung khí sắc nhọn, xích sắt về để đe dọa. Thấy ông Tuấn bị vợ con thường xuyên hành hung, chúng tôi ai cũng xót xa, nhưng nhìn thằng con xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn nên không ai dám lên tiếng. Ông Tuấn rời quê vào tận miền Tây đã hơn 30 năm nay, kết hôn với bà Huỳnh Kim Sang và sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Khoảng 1 năm nay, ông cùng vợ về quê. Căn nhà gia đình ông Tuấn đang ở nằm trên mảnh vườn rộng khoảng 1.400m2 do ông bà nội để lại. Trước đây khi ông Tuấn đi biệt tích, mảnh vườn trên đứng tên ông Phan Huy Hồng, anh trai ông Tuấn.
Sau khi về, nghe lời bà Sang, ông bàn với anh chị em xin tách đất để làm nhà. Tuy nhiên, bà Sang lại muốn được thừa hưởng nhiều hơn số đó, cho rằng bìa đỏ trước đây đứng tên ông Hồng, thì giờ ông Hồng phải chịu cho gia đình bà khoản tiền thuế nộp để tách bìa. Nhận thấy bản chất tham lam của bà Sang, nên anh chị em ông Tuấn không bàn bạc thêm nữa. Tức giận cho rằng ông Tuấn bất lực không khống chế được mấy người trong nhà, dẫn đến không tách được bìa, nên rất nhiều lần bà Sang cùng các con đã chửi mắng táng ông Tuấn. Đỉnh điểm sự việc là vào khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 6, người dân địa phương nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Tuấn. Hốt hoảng chạy đến, mọi người chứng kiến cảnh tượng ông Tuấn chân bị cột bằng xích sắt, đang bị con trai là Phan Hoàng Việt dùng xăng tẩm lên khắp người. Lúc này anh em họ hàng cùng bà con hàng xóm đều bị Phan Hoàng Việt cùng Son, người yêu của Việt, xô ra ngoài và khóa cổng lại. Khi anh Phan Huy Bắc, sinh năm 1984, vừa bước lên bậc, phía bên trong Việt đạp tung cánh cửa, đẩy bật anh ngã giữa sân. Khi anh Bắc đang choáng váng sau cú ngã, Việt phun xăng lên người, cùng lúc người yêu của Việt châm lửa đưa cho Việt, ném thẳng vào người anh Bắc. Hành động của bọn chúng quá nhanh khiến anh Bắc không kịp trở tay, toàn thân bốc cháy, sau đó anh được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Anh Bắc đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nguy kịch. Theo các bác sĩ điều trị, rất có khả năng đôi mắt của anh vĩnh viễn không còn nhìn được nữa. Ông Phan Huy Tuấn, người cha bị chính con ruột của mình tẩm sang thiêu sống, với khuôn mặt hiền lành, chất phác, trên người, lưng và cánh tay đầy những vết phỏng, phồng rộp, loét đỏ. Đôi mắt đục ngầu, ông cố phân trần: thằng con trai tôi nó chỉ bức xúc vì cha nó không biết cách làm nên mới hành xử vậy thôi. Hôm đó tôi đi uống rượu, nó phải đi tìm về, sợ tôi đi lại lung tung nên mới xích chân tôi lại. Nói đến đây, giọng ông bỗng nghẹn đặc, mắt đỏ hoe, ông nói tiếp: những vết bỏng trên người cũng là do nó quá bức xúc. Khi gần nửa năm nay, tôi không làm được xong thủ tục tách bìa cho mẹ con nó có chỗ nương thân, nên mới vô tình làm tôi bỏng thôi. Làm người cha như tôi không lo được chỗ ở cho các con, nên tụi nó trách tôi cũng phải. Sau khi cả vợ và con đều đã bị bắt giữ, ông luôn đau đáu và lo lắng, không biết đến bao giờ họ mới được về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.